chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop Juni sẽ swatch cái mẫu son mới về cho các bạn cùng theo dõi nha. Đấy là cái mẫu son mà Givenchy này. Cái mẫu này thì trước shop mình đã bán rất là nhiều rồi, nhưng mà vì do hàng không về liên tục được, thế nên đã bị giãn cách trong một cái thời gian vừa rồi không có. Và bây giờ đã về thêm được 4 màu rất là đẹp. Và đặc biệt là trong livestream này mình sẽ swatch 4 cái màu mới nhất của Givenchy này trực tiếp lên trên môi luôn. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được cái tổng quan cái màu đấy lên trên gương mặt mình như thế nào luôn nhá. 4 màu cực kỳ là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ mở cái vỏ son ra để cho mọi người có thể thấy được cái thiết kế của thỏi son. Đây là son Givenchy mẫu mới nhất nha. Và cái thiết kế thì cực kỳ là đẹp luôn. Bao da viền xung quanh, son này mình có thể dùng hoặc là tặng đều được. Shop mình về được 4 màu tất cả. Và bây giờ thì mình sẽ swatch lần lượt tất cả các màu ở đây. Mình sẽ swatch cái màu đầu tiên nhé. Son Givenchy thì đang bán sẵn tại shop với giá là 750.000 một thỏi. Và có đủ mẫu thử và có bán tại Mê Linh nha các bạn. Mọi người thả tim cho mình đi. Mình sẽ swatch màu đầu tiên nhé. Màu đầu tiên là màu 306 mọi người này. Đỏ có một chút ánh cam. Trên mỗi thỏi son thì có cái biểu tượng của Givenchy nữa. Cái logo ở trên thỏi son. Nhiều tim quá. Mình sẽ thử trực tiếp lên trên môi mình luôn. Màu đầu tiên nha mọi người là màu 306. Cái thỏi son ấy rất là bát, thế nên là mình dễ dàng đi vào các viền môi mà không cần dùng cọ. Đây là màu đầu tiên mình swatch đây ạ, màu 306 nha mọi người, màu đỏ cam. Màu này lên thì rất là tôn da và trắng da luôn. Màu rất là trẻ trung, không hề kén da và không hề kén độ tuổi. Tất cả mọi người đều có thể sử dụng được màu này. Givenchy 306 mọi người nhé. Đỏ cam. Mình sẽ swatch ra tay một chút nha, để mọi người có thể dễ dàng thấy được cái màu sắc của thỏi son này. Sao em không nhìn thấy comment nhỉ? Dòng son của Givenchy thì có dòng lì và dòng dưỡng nha. Riêng màu 306 này là dòng có một chút dưỡng. Mọi người có thể dễ dàng thấy được ở trên môi mình hơi bóng một chút này.
màu cực kỳ là mướt và không hề quá trơn. Serum của Kiehl dòng xe khít lỗ chân lông ấy thì shop mình đang tạm hết hàng và đang có đặt cái bạn tiếp viên, đợt tới này bạn ấy đi thì bạn ấy sẽ mua thêm về. Đây là một cái loại mà serum mình bán rất là chạy luôn. Khi nào có hàng thì mình sẽ cập nhật trực tiếp trên tường nha bạn. Hiện tại thì mình đang có cái dòng serum của Kiehl cũng xe khít lỗ chân lông tương đối là bán chạy luôn. Bạn có thể tham khảo qua loại này nhé. Khuyên tai chị đẹp quá, chị mua ở đâu thế à? Khuyên tai là chị không bán, thế nên là nếu mà em hỏi địa chỉ thì inbox nhá, tí là chị sẽ gửi cho em địa chỉ. Cái chỗ mình mua bông tai này bán rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Nếu như bạn gái là có nhu cầu có thể inbox cho mình để mình sẽ chia sẻ. Mình sẽ chuyển qua màu tiếp theo nhá. Màu trên môi là màu 306. Màu tiếp theo. Cái thỏi son mới về sẽ được bọc trong cái xốp như thế này. Và mỗi cái thỏi son bán ra thì shop mình sẽ có dán cái tem bảo hành, tem vỡ ở đây. Trong quá trình bạn sử dụng, phát hiện ra bất cứ vấn đề gì sai phạm về quy cách, hạn sử dụng hay chất lượng sản phẩm, các bạn hoàn toàn có thể inbox lại shop để shop mình sẽ hỗ trợ thông tin cho các bạn. Shop sẽ hỗ trợ một cách nhanh nhất và nhiệt tình như là khi tư vấn các bạn tại shop luôn. Nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tất cả những cái sản phẩm và chất lượng sản phẩm shop mình bán ra. Mình sẽ swap cái màu tiếp theo là màu 325 nha mọi người. Mình sẽ swap cái màu này lên tay bên cạnh cái màu này. Những cái thỏi này mình swap là những cái son mới luôn. Và sau khi swap thì sẽ xuất son tử ra tại shop. Màu này là màu đỏ bay hồng nhé. Nhìn trên thỏi son thì có vẻ như là màu đỏ, nhưng mà khi mà đánh lên trên tay thì lại có một chút ánh hồng ở trên đây. 315 thì đợt thì không có về em ơi. 315 tương đối hot nhưng mà là màu tông màu không còn mới nữa, thế nên là chị ưu tiên về những cái tông son màu mới. Mình sẽ tẩy trang cái màu mình đang đánh trên môi là 306 đi và mình sẽ thử màu 325. Màu tiếp theo mình sẽ swatch là màu 325 mọi người nhé. Đỏ có hơi có sắc hồng một chút. Kem dưỡng của Ohui thì hiện tại shop mình không có hàng ạ. Son Chu Chu thì mình có dòng kem và dòng thỏi nha, Trịnh Thanh Hương ơi. Ngọc Mai ơi, shop mình có một địa chỉ ở chỗ Lạch Tray và một địa chỉ ở Mê Linh. Một lát nữa thì mình sẽ nhắn tin cho bạn cả hai địa chỉ nhá. Hôm nay em vào
Hôm nay chị vào nhà em mua đồ mà không biết em chuyển đi đâu. Chị Tú Thanh ơi, em vẫn ở địa chỉ cũ chị ạ, trong ngõ 199 ấy, và em có mở thêm một cái nữa ở 121 Mê Linh. Thank you Triệu Như Quỳnh. Hà Pu ơi, son bọc da thì shop mình đang bán với giá là 160.000 một thỏi, và có đủ tất cả các mẫu thử tại shop luôn, và có thêm mẫu mới là cái son bọc da của Pháp có cái bỉ bìa ấy. Ok Ngọc Mai, một lát nữa thì mình sẽ trả lời địa chỉ ở dưới comment của bạn để bạn có thể nốt lại để khi nào bạn có thể qua shop nha. À, nếu như mà chị qua buổi trưa thì là shop em có nghỉ khoảng 1 tiếng để ăn trưa. Còn đâu là mở từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối chị Tú Thanh ạ. Givenchy là son em đang swatch rồi chị. Mẫu rất là đẹp luôn, vỏ bao bì da bên ngoài là một trong những cái hãng son mà cao cấp, rất là nổi tiếng. Từ thiết kế bao bì đến chất son đều rất là đẹp luôn. Và cái chất son này có dưỡng cực kỳ là mềm, thích hợp với cái thời tiết hanh khô như thế này. Thường ấy, môi em thì rất là khô, em đánh son thì thường xuyên bị lên những cái tế bào chết ở trên môi nếu mà đánh dòng son quá lì. Thế nên sự lựa chọn ưu tiên của bản thân em là bao giờ cũng chọn những cái dòng son mà có dưỡng một chút. Nhưng mình đánh lên thì nó hơi bóng như vậy thôi, nhưng mà khi mà 10-15 phút khô thì sẽ có độ lì nhất định ở trên môi. Hoặc là mình có thể sử dụng cái tờ giấy ăn tissue ấy, mình dặm ở trong cái bờ môi này thì cái son mình nó sẽ lì lại rất là đẹp luôn. Hello chị Ken Ken, lúc nào cũng được khen xinh là thích rồi chị ơi. Chị có mua son Givenchy ủng hộ em không? Son kẹo à em? Son kẹo thì hiện tại shop chị hết mất rồi, và không về thêm vì là cái mẫu đó cũng khá là lâu rồi. Thế nên là ưu tiên tập trung vào những cái mẫu son mới. Màu son này cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Nếu mà mình đánh một lớp ấy, thì nó sẽ ra cái màu kiểu hơi đỏ hồng hồng này. Và mình đánh đậm lên thì nó là cái màu đỏ tươi, đỏ nhung rất là đẹp luôn. Son em đang thử trên môi là mã 325 mọi người nhé, của Givenchy. Màu cực kỳ là đẹp luôn, và chất son lên môi cực kỳ là mướt. Những ai mà môi khô mình có thể sử dụng cái màu này. Và bây giờ thì em sẽ swatch cái màu tiếp theo, đấy là màu 304. Màu 304 mọi người nhé. Màu này thì có hơi ánh cam một chút này. Em sẽ swatch ra đây. Tông cam. Em sẽ thử sang cái tông này nhá. Thường nếu mà mọi người muốn mà tẩy trang mà môi mình sạch ấy, thì mình sẽ dùng nước tẩy trang thấm ra cái bông, và mình sẽ đặt cái miếng tẩy trang lên trên môi mình một lúc, sau đấy là mình sẽ lau đi. Thì lúc đấy thì những cái son ở trên môi mình nó sẽ tự động tan, và lau đi thì nó sạch một cách cực kỳ là nhanh luôn, mà mình không phải lau đi lau lại làm cho môi mình bị đau. Son lâu trôi lâu phai có những cái dòng lì chị ạ, có cả thỏi và kem luôn. Rất là nhiều giá từ son dòng Hàn đến dòng cao cấp. Thế nên khi mà chị mà muốn lựa chọn một cái son gì đấy, chị có thể qua shop em đầy đủ mẫu thử luôn. Son mà em đang swatch trên môi là mẫu của Givenchy và giá bán lẻ là 750 một thỏi ạ. Son Givenchy này cực kỳ là mềm môi luôn.
mình sẽ swatch sang cái màu cam nhé. Tiến ơi, xem em lấy còn không? Tại vì cái đấy không được chốt ở trên comment đâu. Đặt cái cushion lên để làm cho bớt cái màu môi đấy đi. Khi mà mình đánh những cái tông son cam ấy thì mình phải make cái tông da mình hơi trắng hơn một chút. Tông này giống như là tông cam san hô. Mọi người có nhìn thấy rõ màu không? Cam san hô màu này khá là sáng. Tông da của mình thì không hợp với những cái màu cam cho lắm, mình đánh màu đỏ và màu hồng thì đẹp hơn. Thế nên là tùy sắc tố da và tùy màu môi của mỗi người mà mọi người có thể chọn cho mình một cái tông son phù hợp với sở thích của mình nữa. Màu mà mình đang thử trên môi là màu 304 cam san hô. Màu này giống như cái màu BG04 này, hoặc là cái màu Tropic Tonic của MAC. Tông này tương đối là đang được thịnh hành rất là nhiều, bởi vì cái tông son này nó sẽ làm cho cái màu da của mình sáng hơn, tươi hơn. Vẫn cho em serum và kem dưỡng làm trắng và xe khít của chân thông. Da không mụn thiên dầu. Nếu như da mình mà không có mụn ấy thì mình dưỡng da, mình xử lý da một cách rất là dễ dàng luôn. Ngoài việc kết hợp với những cái bước làm sạch da để dưỡng chất và kem dưỡng thẩm thấu tốt hơn vào da, thì mình có thể sử dụng serum và kem dưỡng để điều trị giúp da mình tăng khả năng trắng sáng và tăng dưỡng chất ở trên da. Những cái dòng mà dưỡng trắng với cả kem dưỡng và serum ấy thì là mình có vitamin C là nổi trội luôn. Hàng của dòng của Nhật thì mình có Menado CC đang bán khá là chạy. Và dòng cao cấp hơn một chút thì có Q Dark Spot. Rất là nhiều sản phẩm dưỡng trắng luôn. Các giá thành cũng khác nhau. Nên là mình tùy nhu cầu sử dụng mà mình sẽ lựa chọn một cái loại kem dưỡng phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Một lát nữa thì mình sẽ inbox cho bạn một số sản phẩm dưỡng trắng nhé. Màu trên môi mình đang thử là màu 304 của Son Givenchy nha các bạn. Tông này là tông cam san hô. Nếu như mà da ai trắng thì mình đánh màu này cực kỳ xinh. Màu này thì sẽ làm cho mình có cảm giác trẻ trung hơn, năng động hơn. Mình vừa rồi đã swatch 3 màu của Son Givenchy rồi và bây giờ sẽ là màu cuối cùng. Màu 329. Màu của thỏi son thì sẽ ở trên bao bì và dưới đít của thỏi son các bạn nhé. Và khác với 3 thỏi trước đấy là dòng dưỡng thì cái màu 329 này lại là một dòng son lì. Thế nên là độ bám màu khá là tốt so với cái dòng trước. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chữ round này, còn đây là chữ round mate này. Cũng có dưỡng nhưng mà lì hơn. Đây là dòng mới nhất của Givenchy. Đấy là chất son lì. Còn hầu hết những năm trước đó thì Givenchy hầu hết là dòng son dưỡng.
Năm nay có cho ra đời thêm cái màu 329 của dòng son lì này. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái màu son mới luôn. Trước khi trải nghiệm cái màu son mới thì mình sẽ swatch lên trên tay. Theo như mình quan sát ấy, thì cái màu này tương đối là đẹp này. Mình đánh lên trên môi mình để cho các bạn có cái sự tham khảo tương quan giữa gương mặt và màu son. Tuy nhiên thì cũng không mang cái tính chuẩn xác khá là cao, vì mỗi tông son lên như thế nào còn tùy thuộc tông da và màu môi của mỗi người khác nhau. Thế nên shop mình đã có mẫu thử và các bạn có thể qua ngay lập tức để thử những cái màu này lên trên môi mình nhé. Mình sẽ thử cái màu mới. Màu này là màu đỏ nhung 329. Mọi người thấy tông cam này ok không? Mình thấy cái màu này hình như nó không hợp với tông da mình cho lắm, nhưng mà khá là tươi trẻ đúng không? Những cái tông cam này mình có thể mặc những cái váy màu cam luôn cũng được. Chất son rất là đẹp luôn. Ở Mê Linh thì đã có sẵn mẫu thử của son Givenchy rồi nha bạn. Bạn có thể qua ngay lập tức bây giờ để thử cái son này lên trên môi của mình. Sao em không nhìn thấy comment nhỉ? Cái gì ạ? À, tư vấn cho da sau mụn. Thường mà da sau mụn thì mình sẽ... Cái dòng son này nó khá là mềm môi. Thế nên là mình có thể tự tin swatch những cái màu lên trên môi. Còn những cái dòng son nó lì hơn ấy, mình swatch mình lau đi rất là vất vả luôn. Bởi vì môi mình khá là khô. Nếu như mà mình mà sử dụng dưỡng da sau khi da mụn ấy, thì mình có thể sử dụng trước những cái dòng mà phục hồi da. Ví dụ như là có chứa vitamin B5 hoặc là cái Aven Sea Salad. Rất là tốt, nó sẽ giúp cho da mình khỏe lên. Sau cái chu trình điều trị mụn thì da mình bị yếu là thiếu độ ẩm, thì mình sẽ cung cấp độ ẩm và bổ sung vitamin để cung cấp dưỡng chất cho da. Sau khi da mình khỏe rồi thì mình bắt đầu có thể sử dụng các sản phẩm dưỡng khác theo nhu cầu, ví dụ như là chống lão hóa hoặc làm sáng da nha bạn. Khi mà mình đã thử đến cái màu thứ ba rồi ấy, thì các bạn quan sát có thể thấy là cái màu môi của mình nó đã bị nhiễm màu bởi các màu khác. Đấy, thế nên khi mà các bạn qua shop mình thử, bao giờ mình cũng nói với các bạn là hãy thử lên trên tay trước. Nếu như các bạn thấy cái màu đó ưng thì các bạn hãy thử lên trên môi. Tránh trường hợp là các bạn thử ở trên shop mình một màu nhưng mà khi mà về mình đánh ấy là một màu khác nhau, bởi vì các bạn đã thử quá nhiều màu son khiến cho cái bây môi của mình nó có màu ấy, thế nên cái màu nó không thể chuẩn xác được nữa. Trừ khi là mình đánh những cái dòng son lì nhá, thì cái màu lên được khoảng 90-95%. Nhưng mà việc tẩy trang đi thì chắc chắn là sẽ để lại màu ở trên môi. Một số bạn thường xuyên đánh son và hỏi với mình rằng là những cái son mà mình sử dụng ấy có trì hay không, thì mình xin trả lời luôn để cho những bạn khác đang có cùng câu hỏi quan tâm luôn, là những cái son mà mình sử dụng này có chứa trì nha các bạn. Và cái hàm lượng trì trong son này các bạn yên tâm một điều rằng đã được kiểm định. Cái lượng trì trong son này thậm chí còn được thống kê còn thấp hơn trong cái lượng nước sinh hoạt hàng ngày của mình. Thế nên khi mà các bạn đánh son ấy, các bạn chỉ cần tẩy trang và làm sạch môi thì các bạn yên tâm rằng môi các bạn sẽ không bị thâm hoặc không bị hỏng môi. Vì các bạn biết không, mình có những bạn khách hàng một ngày có thể đánh được mấy màu son và thậm chí bản thân mình cũng thế, nhưng mà môi mình không hề bị thâm. Đấy là do cái cách chăm sóc môi và mình phải tẩy trang, tẩy tế bào chết cho môi, thì môi mình nó mới có thể đảm bảo sức khỏe để sử dụng tất cả các màu son một cách tự tin. Mình sẽ thử màu 329 nha mọi người. Tẩy trang dùng cho da dầu và ngừa mụn thì có loại nào? Thường ấy, tẩy trang thì mình sẽ có dạng dầu, dạng nước, dạng kem. Nếu mà bạn da mụn mà bị khô thì bạn có thể sử dụng những cái dạng kem.
để cho da mình nó mềm hơn. Hoặc là bạn có thể sử dụng những cái loại tẩy trang nhưng mà nó mang tính an toàn, nó phù hợp với da mụn, thì nó sẽ giúp cho da mình thật là sạch và nó không làm tổn thương cái vùng da mụn của mình nữa. Cảm ơn em Thanh Thanh Hương nhé. Và mình sẽ swap cái màu mới đây, không sẽ đợi các bạn chờ đợi lâu nữa, là màu 329. Màu này là son lì nha các bạn. Cảm nhận đầu tiên sau khi mà đánh kết thỏi 329 này thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Chất son cực kỳ là lì, lên màu cực kỳ là chuẩn nhưng mà vẫn rất là mềm nha các bạn. Cái độ dưỡng trên cái thỏi son này nó không khác biệt là nhiều, quá nhiều so với ba cái màu trước kia mình thử. Vẫn rất là mềm môi luôn, mặc dù là dòng son lì của Givenchy. Nhưng mà cái màu này mình cảm giác như là lên chuẩn màu hơn ba cái màu trước đấy mình thử. Và các bạn có biết không, khi mà mình đánh những cái tông son đỏ để lên ấy, thì sẽ làm cho gương mặt mình thật là quyến rũ hơn và quyền lực hơn rất là nhiều. Thế nên các bạn có ý định mà đi chơi buổi tối hoặc các bạn đi tiệc thì đừng ngại ngùng, hãy chọn những cái tông son đỏ như này, rất là đẹp và rất là tôn da luôn. Màu 329 của Givenchy nha, màu này cực kỳ là đẹp. Có thể nói rằng màu này là màu mà mình thích nhất trong ba cái màu mà mình vừa swatch. Chất son cực kỳ là đẹp luôn. Son của Givenchy mọi người nhé. Không biết làm sao mà cái điện thoại của mình không nhìn thấy được hết comment của các bạn. Nếu như mà sót comment của ai đấy thì một lát nữa mình sẽ comment ở bên dưới để trả lời các bạn nhé. Màu này cực kỳ là đẹp luôn mọi người. Mình sẽ lại gần một chút để mọi người có thể nhìn rõ màu son. Màu này cực kỳ là sang và đẹp luôn. Đúng rồi, mình đánh những cái tông son đỏ này thì hợp hơn rất là nhiều so với cái tông cam. Tùy sắc tố môi và tùy màu da mỗi người mà mình sẽ có những cái màu sắc phù hợp riêng với tông da của mình. Thế nên khi mà các bạn qua shop mình thì các bạn yên tâm một điều là các bạn sẽ được tư vấn những cái màu sắc phù hợp với tông da của các bạn nhất. Son Givenchy này thì hiện tại ở shop mình có 4 màu tất cả và giá bán rẻ là 750 một thỏi. Những cái son Givenchy này mình về chưa có nhiều, thế nên là mình ưu tiên cho cái chi nhánh ở Mê Linh. Các bạn có thể qua Mê Linh thử son và mua son tại Mê Linh luôn. Còn cơ sở Lạch Chay thì tạm thời mình chưa có cập nhật. Đây là 4 cái màu mà mình đã thử trong livestream này. Các bạn có thể tham khảo và ghé qua shop để thử lên trên môi của mình nhé. Hello Nguyệt Nguyễn, em đã thử son chưa? Son có đẹp không em? Ok, em cảm ơn em đã ủng hộ shop chị nhá. Màu này cực kỳ đẹp luôn mọi người. Mình rất là thích màu này và mình sẽ để cái màu này trên môi mình luôn. Mọi người nhớ nhá, màu 329. Màu này theo như mình thì là màu đẹp nhất của Givenchy. Rất là đáng lên thử và các bạn có thể qua shop mình để thử màu này lên trên môi. Cái màu 329 này là màu đì, còn ba màu chị swatch trước đó là dòng dưỡng nha. Em có thể sau khi kết thúc livestream này em có thể xem lại. Đúng rồi, son thì không căn cứ vào việc đắt rẻ, mình đánh cái màu đấy lên môi mình cảm thấy phù hợp thì cái màu nó rất là đẹp. Cảm ơn em đã ủng hộ giúp chị nhá. Chào tạm biệt tất cả các bạn.